Lavender chào mọi người. Sáng nay Lavender phải thu hoạch hành lá và đào những củ hành lên. Bây giờ là hành của mình nó đã đến lúc nó già rồi và phải nhanh chóng thu hoạch nó, không là vài bữa nữa thì nó sẽ bị tơi tả hết, nó hư hết. Với lại mấy ngày nay mưa nhiều quá mọi người ơi. Đây nè mọi người, hôm nay Lavender đã thu hoạch được hành củ. Hành củ của mình nè mọi người. Đó. Mình trồng một cái luống hành như thế này của Anthony làm cho mình. Và bây giờ mình thu hoạch. Nãy giờ mình thu hoạch được nữa rồi. Cái hành lá này thì Lavender bảo quản trong ngăn đông. Mình thái ra sẵn, mình để vô hộp. Thái ra một đoạn tầm xăng từng vậy đó, 1 cm, xong rồi mình để vào hộp, mình bỏ ngăn đông. Thì mỗi lần sử dụng thì Lavender lấy ra thì mùi vị của nó thì chắc chắn là nó không như hành tươi, nhưng mà vẫn sử dụng được đó mọi người. Bây giờ là Lavender phải thu hoạch nó hết luôn. Hổm gà thì mình đã thu hoạch được cũng khá khá rồi. Và đợt này là đợt thứ 2, thứ 3 rồi. Đợt này là đợt thứ 3. Mọi người thấy không? Cây hành, bụi hành của nhà mình cũng to đúng không mọi người? Hành này có hai loại. Hiện tại Lavender đang thu hoạch cái loại hành mà này là củ hành màu trắng. Còn trong đây cái củ hành đó, nó nằm ở dưới là cái củ này, củ màu tím. Mọi người ơi, làm vườn nó có nhiều cái vui lắm mọi người. Mỗi ngày như vậy đó là hiện tại Lavender phải thu hoạch một thứ. Không quả này thì cũng cây kia, chuẩn bị mong mốt đào khoai tây tới nơi nè mọi người. Và bây giờ hả, ngày mai hoặc ngày kia là Lavender phải đi hái lá bạch dương để dành tắm hơi á mọi người. Mình bó thì bó, xong mình để trong mát thì tự động nó sẽ héo lại. Thì khi tắm hơi mình sẽ sử dụng cái đó để mình quất, gọi là massage đó. Khi mà mình quất như vậy thì cái nhựa của cái lá bạch dương á nó ra, thì nó thấm vào da của mình thì nó rất là tốt cho cơ thể. Hôm nào Lavender sẽ cho mọi người xem cái nhà tắm hơi của Lavender. Thực sự là mấy ngày nay làm vườn thì mình không có thời gian, với lại mùa hè thì mình không có tắm hơi, mình sợ nóng. Anthony thì rất là thích, mỗi lần mà nướng thịt thì Anthony thường hay uống bia và tắm hơi cùng với các con các cháu trong nhà. Cái ở Nga thì nó chỉ có, ở Nga thì chỉ có cái thú vui là nếu như ai có điều kiện thì sẽ mua được một cái dacha, và mình mùa hè mình tận dụng để mình trồng. Người Nga thì Lavender thấy trồng cà, trồng ớt và salad, khoai tây, cà rốt. Còn người Việt Nam của mình thì có nhà kính, nhà Lavender cũng có nhà kính, và Lavender sử dụng trồng rau Việt Nam nhiều. Tại vì cái mùa đông ở nước Nga thì hình như rau là không có nhiều đâu mọi người, toàn là nhập ở nơi khác đến. Nên là nếu như mà mình biết sử dụng cái nhà kính của mình để mà mình có rau ăn quanh năm á, thì các loại bầu bí nè, Lavender có thể thái ra cho vô ngăn đông, khoai tây có thể ủ lạnh để đến mùa đông á, mình bảo quản nó đến mùa đông mình ăn. Đây là Lavender đụng phải tổ kiến rồi mọi người, lắp nó lại sợ kiến. Rồi xong sau đó là trồng các loại củ như Lavender nói là sẽ có cà rốt và các cái loại củ dền hay gì đó. Còn Lavender thì trồng mùn tơi. Lavender trồng mùn tơi nhiều. Rồi cải cúc nè, rồi xong rồi các cái loại như là dưa leo thì Lavender, muối, cà thì cũng có thể sử dụng để ngăn đông, để mùa đông mình nấu canh mình ăn nè. Còn không là nếu mà mấy cái trái cà non thì mình cũng có thể muối nè. Đó. Ớt mình cũng có thể muối.
Nói chung á, các cái đồ dưa muối á, thì ăn thì nó cũng không tốt nhiều cho sức khỏe, là dinh dưỡng nó có tính hàn á. Phụ nữ thì nên ăn ít thôi, nhưng mà đàn ông thì ăn được. Và thi thoảng thì có cái tiệc thịt nướng hay gì đó, nếu mà nhà mình có làm thì mình đem ra mình đãi khách thì nó cũng hay. Nói chung là lavender cũng học và từ từ làm nhiều thứ khác, chẳng hạn như là bây giờ biết làm mứt, làm muối dưa, thời gian đầu làm cũng thành công đâu mọi người. Xong rồi hả, còn bướng nữa, cãi anh Tony nữa. Xong bị... có nhiều kìa, nhiều cái anh thì anh biết nhưng mà anh không có làm. Xong rồi mình học mình làm chứ đâu, anh góp ý cái nhiều khi làm nhiều quá cái bướng, cãi lại anh. Nhưng mà cuối cùng mình cũng biết nhận sai và cũng biết xin lỗi nha. Anh Tony thì ảnh chuyên về cả cái gì mà xây dựng hay làm cái này làm cái kia trong nhà thì gọi là cực đỉnh. Lavender còn muốn làm một cái góc Việt Nam ở đây.